Hồi nãy Trinh thấy đồng ý với trai một chuyện á, là nếu như mà người con gái mà ngay từ đầu không nói ra cái mong muốn của mình á thì cũng sẽ dễ dẫn đến cái việc đứt gánh giữa đường. Thì cái lúc đó, cái thời gian đó là Trinh quen với một bạn người mẫu trẻ. Wow, trẻ luôn. Gì vậy trời? Mọi người biết sao không? Đợt đó là tôi ế hơi lâu á, nên từ lúc mà tôi quen được cái mối này á, mừng, trân trọng. Xong rồi đó cũng mời bạn đó đi quay MV cho mình. Thì cái sáng ngày hôm đó ekip chuẩn bị xong hết trơn rồi, bản chưa có tới. Xong rồi trợ lý của Trinh nhào vô kêu: trời ơi chị ơi, em gọi điện không có được, hình như ảnh ngủ quên nữa nè kia. Biết Trinh nói gì với bạn trợ lý không? Em đừng có kể tội gì của người đó cho chị biết hết, chị không cần biết. Chị biết người đó rất là trẻ con, em làm sao để có mặt người đó ở đây được rồi, chứ em không có kể tội gì, chị không có trách cái gì người ta hết trơn á. Hiểu không? Hồi mới quen đó vậy đó. Mới quen thường hay bỏ qua cho nhau lắm. Cái là đừng có ai nói gì tật xấu của người đó với tôi hết đó, tôi chấp nhận hết. Miễn làm sao bắt được người đó tới đây được rồi. Xong qua một khoảng thời gian sau thì kiểu như Trinh cũng có mối khác rồi đó. Xong rồi cái lúc đó Trinh mới bắt đầu bắt bẻ người ta hơn. Thì đợt đó buổi sáng thì bạn muốn làm một cái bữa tiệc bạn bè chung vui nào này nọ, nên sáng ngày hôm đó Trinh dậy sớm mà Trinh cũng chuẩn bị thế này kia. Vậy mà tới ngay trong cái buổi tiệc đó thì hai đứa cãi nhau, bạn giận dỗi gì đó, cụ thể một cái chuyện nhỏ xíu mà Trinh không nhớ, thì bạn nói chia tay luôn, không thèm giải quyết vấn đề, bạn kêu chia tay. Cái tôi nghĩ trong đầu, ok chia tay là tôi quen với người kia luôn. Tôi quen với cái option B luôn. Tôi quen đâu cũng một thời gian rồi á, cái bạn kia mới quay trở lại, mới nói anh tưởng là hai đứa mình giận nhau thôi. Xong cái anh còn đợi là em tới em xin lỗi anh, là anh nghĩ là anh sẽ thay đổi cái tính trẻ con của mình, anh sẽ thay đổi hết, anh sẽ sửa lại hết. Nhưng mà tôi hết rồi. Dạ đúng rồi chị. Vậy là chắc là lúc đó là không nói thẳng với mặt người ta là sao anh trẻ con vậy. Không phải Bảo, chắc anh chàng này là chưa nghe bài của Chi Bu. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Trinh đâu có sai. Rõ ràng là Trinh vẫn đang cân nhắc mà. Xong cái bản kêu chia tay luôn. Cái Trinh rồi Trinh thôi, Trinh xác định là chia tay. Chứ mọi lần bản nghĩ rằng bản có lỗi thì Trinh sẽ giải quyết hết, Trinh sẽ bỏ qua hết. Nên bây giờ bản nghĩ là chỉ cần Trinh lại Trinh xin lỗi bản một cái là bản sẽ thay đổi hết tính trẻ con, bản sẽ không có lặt lẹt lại nữa. Vậy cái câu đó nó giống như là một cái điều kiện đưa ra của bạn đó là phải em phải nói thì anh mới thay đổi hả? Không vậy là khỏi nói. Thì đó là thấy rằng cái tôi có người khác luôn rồi. Tại vì mắc mới gì mình phải nói ra ý của người ta. Ê mà bây giờ á, nhờ vậy giờ người ta thành công lắm đó nha. Không biết sao tự nhiên bỏ trên xong người ta đi xe hơi rồi bắt đầu thành công. Trời ơi. Vậy là ai muốn thành công là phải đi qua Trinh. Có bao giờ các bạn nữ là coi như nói thẳng với các bạn nam một lần rằng là anh ơi anh trẻ con quá anh đừng làm vậy nữa em khó chịu lắm chứ? Nói cho người ta biết, có ai từng nói câu đó với bạn trai của mình chưa? Hai Linh đều gật đầu. Em không có dùng cái câu là anh trẻ con quá mà em nói là em biết bao giờ anh mới lớn luôn á, lớn luôn á, lớn luôn á. Trời ơi. Nhưng mà em nói một cái giọng kiểu nó vui hơn á. Ôi kiểu này bao giờ mới lớn đi trời, không muốn lớn luôn hay sao trời. Kiểu vậy chứ em không đến mức mà kiểu tát nước trong mặt là bao giờ mới lớn. Em thì nói thẳng, em không có sợ vấn đề mình thấy sao mình nói vậy. Nhưng những cái lúc mà cãi nhau mà cái người này quá vô lý thì em sẽ nói thẳng luôn là anh có biết hiện tại bây giờ anh đang rất là trẻ con hay không? Tại vì cái vấn đề này rất là nhỏ, nhưng mà anh phải biết xem xét là cái chuyện tình anh muốn là cái cuộc tình của tụi mình sẽ đi lâu dài hay là đi như thế nào, mà vì những cái lý do rất là cỏn con mà anh gây nhau như thế này có đáng hay không. Tại vì mỗi một lần gây nhau như vậy thì đối với em là cái tình cảm nó sẽ sứt mẻ đi, kiểu như cảm thấy là ủa cái người này thật ra họ như vậy hả? Cái chuyện nhỏ vậy thôi họ cũng để ý như vậy hay kiểu như vậy thì em mới cảm thấy là anh nên thay đổi cái tính trẻ con này của anh đi nếu như anh muốn một mối quan hệ lâu dài, thì em nói thẳng ra luôn. Nhưng mà thực ra cái như hồi nãy các bạn nói là cái câu mà anh có biết là anh trẻ con lắm không? Thực ra đó là một cái câu mà đối với các bạn trai thông thường là một câu nói rất là nặng. Gặp trai mặt đơ gặp đi nói chắc chắc bị nhiều. Lúc đó anh làm gì anh trai? Hả? Giận chứ. Giận. Khó chịu lắm. Rồi. Tại vì căn bản á, là mình luôn luôn muốn trở thành người lớn đối với lại người phụ nữ của mình mà. Đúng không? Đàn ông luôn luôn muốn vậy. Tự nhiên mà. Xong cái bị nói như vậy thì nó hơi bị hụt hẫng ở trong lòng. Lúc đó thậm chí là cứ mỗi lần vậy là đổi cái điện thoại. Ông đập đồ là ông trẻ con đó không? Đúng rồi, thì đó thì là mình chấp nhận cái sự trẻ con của bản thân mình mà. Mình phải đập vào mấy cái rồi thì là mình mới biết được mình trẻ con.
đúng không? Giờ lớn rồi phải mua lại. Lớn rồi, đúng đúng đúng. Nói chung á là cứ thấy trai đổi điện thoại là con nghĩ chắc có chuyện rồi đó. Mà biết sao không? Lúc mà là anh đập bể xong á thì tự nhiên cái bản thân mình suy nghĩ ngược lại. Thứ nhất là mình tiếc, chứ không cái mình nghĩ lại thực ra cái này thì là nó cũng đáng bỏ ra cho cái suy nghĩ sai lầm của mình. Xong cái tự nhiên cái giống như là mình không có còn gì tức nữa đó. Xong cái mình ngồi lại, mình suy nghĩ lại, ủa tự nhiên lúc đó mình tức làm gì vậy trời? Nó có giải quyết được vấn đề không? Tự nhiên nếu như mà tức xong giải quyết được vấn đề khiến mình vui hơn thì ok. Mà tự nhiên cái này tức xong cái mỗi đứa một nơi luôn. Nhiều cái thiệt quá ha. Mỗi đứa một nơi, xong cái mình quay lại là hôm đó là cũng như là từ sáng tới tối là tôi không ăn được gì luôn, kiểu như là không nói đồ ăn sao ăn, không làm gì hết luôn, kiểu như là kêu gì cũng như trời, giống như là bản thân mình vừa làm một cái chuyện gì đó rất là sai lầm luôn á, tự tra tấn mình luôn. Xong cái mình nghĩ là chết rồi. Vậy cái người sai lúc đó là mình. Mặc dù lúc đó là có thể là bạn gái mình quá đáng thiệt á, nhưng mà nếu như mà mình đủ kiên nhẫn, mình chịu lắng nghe, mình chịu đi. Rồi sao cũng được. Rồi ok, rồi em đúng ha, anh sai. Thôi coi như là anh xin lỗi đi. Nếu như mà mình nói được như vậy ít nhất đi, thì có thể như là câu chuyện nó sẽ rẽ ra một hướng khác. Mà mình lại chọn cách kia, như là mình bốc đồng á, đúng. Vừa tiếc cổ mà vừa mất được nhiều thứ lãng hoàng là đi luôn cái tình cảm. Thế còn Bú Đa bị bác thì sao? Đập bao nhiêu cái điện thoại? Không, ta đập cái remote rồi. Remote à? Đang coi TV á, vừa gắm remote đây, cái điện thoại đây bực bội quá, xong cái đập cái remote. Ôi, vậy là vẫn còn sáng suốt. Vẫn còn sáng suốt. Đập remote thì cái TV à? Tại vì đang nói chuyện, hiểu không? Vẫn còn bình tĩnh. Đó, anh vẫn còn bình tĩnh, nhưng mà cái remote đó không sửa được. Không sao, rẻ mà. Cái remote nó vẫn rẻ. Không sao. Anh Đa có vẻ có tính tiết kiệm gì. Tiết kiệm. Tốt với người, tốt với em cũng đã đọc. Em sao? Em cũng đọc mấy cái điện thoại rồi đó. Em kêu bị bạn gái nói là có nói là anh suy nghĩ lại cái hành động của anh đi, và mình tự suy nghĩ rằng nó là trẻ con luôn. Rồi xong cái em làm như vậy là em trẻ con đúng luôn rồi. Không, đó bạn gái em nhỏ tuổi nghe em. Chẳng xong về báo mẹ. Trời đất ơi. Giờ lớn tự đi làm kiếm tiền cho nên là đừng đập đồ nha các bạn. Cái việc đó là giữa đám đông này mình đi chơi, mình đi party với nguyên một nhóm thì có bạn gái của mình ở đó nữa, thì vô tình hai đứa cãi lộn. Khi có một hành động mình quan tâm mà tự nhiên nó làm không chịu, nó không thích thể hiện tình cảm giữa đám đông á, cái em bực mình anh, nên em bỏ em về. Căng quá. Em sạp rồi, chị thấy em sạp. Thì đó chị còn thấy như vậy đúng không? Rồi xong em về em đang taxi em ngồi nè. Xong cái mấy anh em mới nhắn, ủa sao về vậy? Cái mình em có việc về mà mình trên xe mình suy nghĩ. Bây giờ mà dòng đội xe lại là cái mặt ê lắm. Mà bây giờ mình tiếc cái cuộc vui đó thì viết chắc chắn là rất là vui. Nhưng mà mình phải về anh. Về nhà xong mình tự đăng một dòng Tết buồn rồi. Kiểu hôm nay xin lỗi anh em đã có những hành động không đúng này nọ kia với anh em thôi. Ham chơi mà còn xạo xử này. Có làm những cái hành động mà em cảm thấy đó, lúc đó trẻ con thật. Lúc đó mình nếu mà mình nghĩ về cái cuộc vui bự hơn thì mình sẽ chơi tiếp. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt nè, các bạn nữ có thích yêu một người con trai trẻ con không? Ai ở đây thích yêu một người đàn ông có tính trẻ con ở trong đấy? Miko, trẻ con dễ thương. Túc Vân, đâu, đâu, ok bạn, anh hiểu. Bạn làm dễ thương á, thí dụ bạn làm cái kiểu mà của mấy con cún mà đang xin ăn á, dễ thương lắm á. Đúng rồi. Kiểu là cụp mặt xuống xong rồi ngẩn. Sợ kìa. Sợ thái độ của bạn. Cụp mặt xuống, ngẩn mắt lên. Hình như là các bạn nữ luôn luôn thích quy bạn trai của mình về những con vật mình yêu thích đúng không? Ủa chứ bạn nghĩ coi tại sao tụi tôi thích cún con, mèo con, nó dễ thương, cưng con. Bạn nào có làm được những cái điều như vậy không? Tôi bản thân trai ở nhà đôi lúc cũng làm những cái hành động đó. Thật ra là trong cái một cái mối quan hệ mà nó đủ hạnh phúc á, thì tự nhiên là em sẽ cảm thấy là những cái hành động đó nó nằm ở cái mức hồi trước em không chấp nhận đâu, mà lúc đó em thấy ê trời sao kỳ ta. Nó lại rất là dễ thương. Nó lại cái kiểu như là à? Ê, không, cái này là giờ chỉ có một mình thấy rồi đó. Giống như là cái cô gái này là chỉ thể hiện cái điều này đối với mình thôi. Thì có thể ra ngoài đường là cô ấy rất là phải gọi là hơi bị khó gần đi. Nhưng mà khi mà về nhà đối diện với chỉ một mình thôi đó nha, là cổ thể hiện ra con người thật của mình. Và đó chính là cái điều mà là trai cực kỳ quý. Tại vì sao? Là giữa hai đứa nó không có giữ kẻ. Nó không có gì phải giấu giếm nhau hết trời á. Cho nên đó là tự nhiên hồi trước là mình không chấp nhận điều đó, nhưng mà là khi cái hành động này lại xuất phát từ người phụ nữ này, sau cái mình thấy ấy, tại sao hồi trước giờ mình lại không có để ý nhỉ, mình lại không có nhận ra được cái điều này. Thì khi mà nhận ra được thì may mắn quá là mọi thứ nó vẫn còn trong tầm kiểm soát. Ra đàn ông cũng kỳ lắm, giống như Bảo đi nha. Ngày xưa là đối với cá nhân Bảo, mà cái chuyện mà giống như là hai người mà mặc đồ đôi ra đường á, hoặc là mua đồ đôi giống nhau á, là Bảo thấy cái chuyện nó rất là tầm xàm, dễ thương. Lúc mười mấy 20 tuổi á, nhưng mà tới bây giờ thì mình lại thích cái chuyện đấy. Mình đổi hết.
Bây giờ là hai đứa mặc cái sơ mi trắng ra đường hoặc là đi du lịch đúng không, mà mặc đồ có những đôi lúc mà mặc đồ nó match với nhau á thì mình cảm thấy nó đẹp và nó rất là dễ thương. Thì tới tận bây giờ mình mới thấy cái chuyện đấy. Rồi còn một cái chuyện nữa là Bảo thì rất là nhây, rất thích ghẹo, đặc biệt là mỗi khi mà nó hiện ra cái mặt của em rồi, mỗi lần mà người ta nghe điện thoại mà đặc biệt là công việc càng quan trọng thì em lại càng thích khều, đứng kế bên kiểu ghẹo ghẹo chọt chọt đồ này nọ vui lắm, chọt lét đồ này nọ nhây lắm. Thực sự là các bạn nữ là khi mà đối với lại những tình cảm đầu tiên á là mình luôn luôn thích một cái hình tượng như là lúc Vân vừa mới nói đúng không, đó là một cái hình mẫu mà là bất cứ một bạn nữ sinh nào cũng muốn. Nhưng mà là từ nữ sinh thì là cũng phải lớn lên đúng không, là khi mà là mình đã trưởng thành rồi thì lúc đó là cái suy nghĩ của mình lại khác, mình muốn một người đàn ông biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn. Vậy thì là trong cái quá trình mà mọi người tìm hiểu đó thì là chắc chắn mọi người phải gãy gánh một vài lần, thì đó chính là cái việc mà là mình lựa chọn mà đúng không. Thì tới khúc cuối nếu mà hên xui sao mình gặp được đúng cái mảnh ghép của mình á thì tuyệt vời, không có gì hết. Mà xui cái là nó hơi trật xíu là mình lại phải tiếp tục đi tìm tiếp. Nhưng mà đó là con đường riêng của tất cả mọi người, chúng ta không đều không giống nhau. Và quan trọng là khi mà mình bắt đầu một cái tình cảm mà đó là mình xác định là mình có chấp nhận thay đổi về người ta hay không. Đúng là chuyên gia tâm lý về tình yêu Ngọc Trai ha, nói những câu rất sâu sắc. Thế còn Vũ Đa thì sao, bạn cảm thấy là trong tình yêu thì các bạn trai có nên trẻ con không để mà cho cuộc tình của mình nó trở nên thú vị hơn? Thì theo đang nghĩ thì cũng cần phải trẻ con chứ, đúng không? Nhưng mà trẻ con ở mức nào thì mức nào mình dễ chấp nhận một người bạn gái mình có thể chấp nhận chứ. Có thể ví dụ như người bạn gái mà bắt mình phải quýnh 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 quýnh, nó không có hợp với anh thiệt luôn. Ê bây giờ khi mà đa nào xong anh mới thấy là em làm dễ thương á Trâm. Thì mình tới cái mức giới hạn nào trẻ con thôi, ví dụ như đó không, nói chung là hai bên phải chấp nhận kìa. Ví dụ như anh không chấp nhận cái hành động đó của em đúng không, nhưng mà em lại thích cái đó, cái là hai bên không đồng thuận với nhau đó. Giống như nãy trai nói thì nói chung là trẻ con tới cái mức nào, cái giới hạn nào đó mà hai bên đã yêu tới chín mùi rồi thì cho dù làm bất cứ cái gì trẻ con đi chăng nữa thì nó không có sai trái, thì chúng ta có thể làm thôi, bình thường thôi đúng không. Vui mà thiệt, nhưng mà cho người ta biết là mình trẻ con đúng lúc thôi, vừa phải thôi, là biết là tôi có tính trẻ con nhưng mà tôi không thích trẻ con. Chỉ có bạn gái mình mới cảm nhận được là mình như thế nào thôi, nhưng mà mình phải cho người ta biết là mình có tính trẻ con. Em thấy trẻ con cho con người nó trẻ chung hơn, rồi suy nghĩ nó thoáng thoải mái hơn, chứ người vậy là có tính trẻ con quá. Mà biết kiểm soát đúng không? Đúng rồi, nói đơn giản vậy thôi nè, trẻ con chấp nhận được đó là tụi tôi chấp nhận được. Đúng. Tùy mỗi người có một cái mức độ. Đúng rồi, mức độ khác nhau đúng không? Và tùy tình huống nữa, và phải làm cho thấy thuyết phục. Nói chung là do mỗi người thôi đúng không? Đúng. Nói chung là cái mức độ ở đây nó rất là khó để mà có thể đo được đúng không? Tại vì có những hành động của người này thì Trinh chấp nhận được, nhưng mà Linh lại không chấp nhận. Linh đây là người phụ nữ khó tính nè. Dạ đúng. Nhưng mà đừng có cắt nha mấy bạn. Rồi.